Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con 68. Thì mình cũng như thường lệ mà thôi, thì mình cũng sẽ xuất hiện trong những video vào tầm khoảng giữa tuần để mang đến cho anh em những cái thông tin mới nhất về thị trường của chúng ta đã diễn biến, đã chuyển động như thế nào, để anh em có thể nắm bắt được kịp thời là trên thị trường của chúng ta đang có những cái thông tin gì ha, để chúng ta có thể có những cái góc nhìn nó cụ thể nhất về thị trường mà chúng ta đang tham gia vào thời điểm hiện tại. Thì có lẽ rằng là vào thời điểm hiện tại đó anh em, thì thị trường của chúng ta cũng đi khá là chán rồi, tại vì là đây là một cái khoảng thời gian cũng vào cuối năm rồi đó, nên mình nghĩ rằng là các nền tảng cũng giống như là Bitcoin cũng sẽ cứ tiếp tục mà đi ngang hoặc là điều chỉnh nhẹ như vậy mà thôi. Nó gây ra một cái sự chán nản nhất định. Thì cũng giống như năm 2020 thôi. Nếu anh em nào mà đã tham gia thị trường vào khoảng cuối năm 2020 đó, thì thị trường của chúng ta cũng đang đi như vậy đó. Và sau đó chúng ta có một cái mùa uptrend vào quý 1 năm 2021, nó rất là mạnh. Thì mình có cảm giác bây giờ là thị trường của chúng ta nó đang vào cái giai đoạn tương tự như vậy đó anh em. Tại vì là Bitcoin bây giờ cũng đi khá là chán. Nhưng mà nó chán theo cái nghĩa nào? Nó chán theo cái nghĩa rằng là chúng ta đã không vượt qua được một cái cản nhất định là khoảng là 50, 52 và vụt trở lên. Thì như biểu đồ trên đây anh em cũng đã thấy giống như mình rằng là sau khi Bitcoin đã có một cái cú phục hồi rất là mạnh mẽ khi mà break lên cái ngưỡng 50.000 và sau đó đạt cái ngưỡng 52.000 nhưng mà vẫn không break được tiếp tục đó, thì Bitcoin đã có một cái cú lao dốc về khoảng là tầm 47.000 và bây giờ đang giao dịch ở một cái trạng thái rằng là nó rất là giằng co đó em, nó rất là giằng co trên thị trường và nó chưa có xác định một cái xu hướng nào rõ ràng vào thời điểm hiện tại cả. Và ở đây thì mình đã nói đi nói lại quá nhiều lần ở trong những video hàng tuần của mình rồi, thì bây giờ chúng ta xét đến một cái yếu tố rằng là những cái yếu tố vĩ mô ở trên tin tức trên thế giới nó đang ra sao, thì nó cũng sẽ quay đi quẩn lại là vào tháng 3 năm 2022 thì liệu Fed có tăng lãi suất hay không. Và nó vẫn quay đi quay lại những cái câu chuyện là cái sự áp dụng, cái sự tiếp nhận của những cái quốc gia đối với Bitcoin như thế nào. Vì theo mình quan sát ở cái dữ liệu on-chain vào thời điểm hiện tại đó, thì các tổ chức dường như họ bất động luôn, họ không hành động gì cả. Và áp lực bán ra tại thời điểm hiện tại nó chỉ rơi vào những nhà đầu tư bán lẻ mà thôi. Và cái điều tại sao mình lại nói như vậy thì mình sẽ cho anh em xem những cái dẫn chứng on-chain mà mình sẽ đưa ra gần đây. Đây anh em có thể thấy rằng là ở đây mình sẽ sử dụng cái biểu đồ của Glassnode tại thời điểm hiện tại luôn. Thì cái biểu đồ này á, nó nói là cái gì? Cái biểu đồ này nó nói về cái số lượng Bitcoin là đã bị phá hủy trong vòng 90 ngày. Và cái sự phá hủy này là ra sao? Thì tức là nó phá hủy như vậy thôi. Nhưng mà cái biểu đồ này nó cho chúng ta thấy được rằng á, là cái số lượng Bitcoin đã không di chuyển trong vòng 90 ngày ra sao. Đó, cái cụm từ phá hủy ở đây thì anh em nên hiểu rằng là nếu mà anh em mua một cái Bitcoin nào đó đúng không? Anh em giữ trong vòng khoảng thời gian 3 tháng. Sau đó anh em sẽ giao dịch với cái số Bitcoin đó, như là anh em chuyển đi nè, anh em bán nè, hoặc là anh em làm bất cứ một cái động thái nào đối với cái số Bitcoin đó, thì nó là đều cái cụm từ gọi là cái số Bitcoin nó đã bị phá hủy cái mức cái sự nằm im của nó rồi. Đó, thì cái cụm từ phá hủy ở đây nó có nghĩa đó, chứ không phải phá hủy ở đây tức là Bitcoin biến mất nha anh em. Đó, anh em nên hiểu như vậy. Thì cái biểu đồ này đó, để mình kéo qua đây cho anh em xem rõ hơn, thì cái biểu đồ này đó nó cho chúng ta thấy rằng là cái số lượng Bitcoin bị phá hủy trong vòng 90 ngày đó thì nó đã đạt một cái mức gọi là dường như là cái mức đáy rồi. Và cái mức đáy này nó cho chúng ta biết được rằng điều gì? Nó cho chúng ta biết được rằng đó là những người nắm giữ Bitcoin dài hạn, những người đã dày dặn kinh nghiệm trong thị trường, đã chơi rất là lâu năm rồi, họ vẫn không có xả. Đó, họ không có xả ngay cả khi mà anh em chú ý rằng nha, là đây là năm 2021 nha. Và ngay cả khi là Bitcoin đạt ở cái mức ATH 69.000 đô và tầm khoảng tháng trước thôi, thì cái con số này nó vẫn nằm ở dưới cái mức đáy này. Đó, điều này chứng tỏ rằng là cái mức giá 69.000 đô đối với các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm lâu năm trên thị trường, những người mà hold đến Bitcoin dài hạn đó, thì đây dường như là một cái target, một cái mục tiêu mà nó không có, dường như là nó chưa thực sự thỏa mãn họ. Và anh em cũng nên lưu ý được rằng là họ là những người chơi Bitcoin lâu năm trên thị trường, thì họ đã có kinh nghiệm nhiều hơn chúng ta rất là nhiều rồi. Thì mình chắc hẳn là những anh em, phần lớn những anh em tham gia thị trường tại hiện tại và đang theo dõi video này thì chắc là lâu lắm thì cũng khoảng 2 năm 2016-17 đúng không? Đó, thì những người như thế này họ đã tồn tại rất là lâu trên thị trường rồi, nên họ hiểu được rằng cái quy luật nó sẽ như thế nào. Và cái mức đỉnh 69.000 đô trong năm nay vẫn chưa thực sự thỏa mãn họ, thì chúng ta bơi theo thôi. Chúng ta có thể dựa vào cái dữ liệu này để chúng ta đưa ra một cái quan điểm rằng là ok, có lẽ là Bitcoin trong tiềm năng phát triển trong tương lai nó sẽ còn đi lên, mà đi lên nữa chứ không dừng lại ở cái mức hiện tại.
Và cái áp lực bán của chúng ta đang gánh chịu tại thời điểm hiện tại là chỉ do những nhà đầu tư bán lẻ hoặc là những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường mà thôi. Và mình sẽ cho anh em thấy một dẫn chứng tiếp theo, đó chính là về cái biểu đồ whole wave này của Glassnode luôn. Thì cái biểu đồ này nó nói là cái gì? Nó nói rằng là những nhà đầu tư Bitcoin đang ở trong một cái ngưỡng giai đoạn nào, họ đang hành động như thế nào. Thì anh em có thể thấy rằng là cái ngưỡng mà khoảng là từ 1 đến 3 tháng nè, từ 3 đến 6 tháng, thì ở trong giai đoạn này thì nó dường như nó sụt giảm cực kỳ nghiêm trọng luôn. Đây anh em thấy không? Đây, nó giống một cái đường đi xuống như vậy. Ở những cái dải màu như là dải màu đỏ nè, màu cam nhạt hơn. Đó, thì đây là nằm trong một cái cụm là những người mà họ mua Bitcoin để họ trade đó anh em. Tức là họ giữ chỉ một ngày đến một tuần thôi, họ giữ từ một tuần đến một tháng, và thậm chí nếu mà lâu hơn cả thì chỉ tầm một tháng đến ba tháng mà thôi. Thì ngay cái cú Bitcoin điều chỉnh như thế này thì nó là sụt giảm một cách cực kỳ nghiêm trọng như thế này đó anh em thấy không. Thì cái sự chuyển dịch bởi cái sự sụt giảm này nó sẽ chuyển dịch về đâu? Đó, nó sẽ chuyển dịch về những nhà đầu tư lâu năm hơn, như là những nhà đầu tư từ 2 đến 3 năm, từ 3 đến 5 năm, từ 5 tới 7 năm. Thì anh em thấy, bắt đầu khi mà cái sự chuyển dịch giữa các nhà đầu tư mà ngắn hạn như thế này, họ đã chuyển dịch đi xuống, thì chúng ta lại có một cái sự chuyển dịch cổ phần từ các nhà đầu tư ngắn hạn sang các nhà đầu tư dài hạn hơn ở các dải màu như là màu vàng nè, màu xanh lá cây nè. Anh em thấy bắt đầu nó có một cái chiều hướng đi lên như vậy. Đó, thì cái điều này nó lại khẳng định cho cái lập luận của mình ở cái biểu đồ trước ra làm sao. Tức là với cái giá Bitcoin hiện tại, nói cho anh em dễ hiểu, với cái giá Bitcoin hiện tại thì rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường hoặc là tham gia vào thị trường một năm trở lại thì họ đã bắt đầu họ chốt lời rồi, họ bán ra hết rồi rồi, vì cái tâm lý rất là sợ hãi mà anh em. Nhưng đó là một cái cơ hội dành cho những nhà đầu tư lâu năm trên thị trường, họ gom cái đoạn này, họ gom hết của một cái đám dưới này để họ ngày càng tích lũy mà thôi, để hướng tới một cái mục tiêu nó xa hơn trong năm sau, hoặc có thể là trong 1-2 năm nữa, 3-4 năm nữa chẳng hạn. Thì cái điều này nó cho chúng ta thấy được rằng là cái mức giá hiện tại của Bitcoin vẫn chưa là mức đỉnh, và chúng ta vẫn còn khá nhiều cái sự tiếp cận trong tương lai, trong năm sau nữa với cái mức phát triển của cái thị trường crypto này. Đó, thì chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng vào một cái mức giá cao hơn đối với Bitcoin trong tương lai ha anh em. Thì đó là những cái chia sẻ của mình về tình hình on-chain thôi. Thì chúng ta nhìn qua một cái biểu đồ khác, chính là về cái tình hình hiện tại đi. Thì cái lượng nạp rút của Bitcoin lên các sàn giao dịch nó ra sao? Thì hiện tại tại sao mình lại nói đó là một cái sự giằng co ngay tại thời điểm này, nó chưa có hình thành rõ ràng. Thì em thấy vào cỡ khoảng là vài ngày trước thôi. Đây, vào cỡ khoảng vài ngày trước thì chúng ta có một cái sự gọi là sự rút ra của Bitcoin. Đó, tức là các nhà giao dịch họ rút Bitcoin ra. Thì cái điều khi mà họ rút Bitcoin ra liên tục như thế này đó, thì nó lại trùng hợp với cái thời điểm mà Bitcoin sẵn sàng thiết lập một cái cơ sở để mà có thể hồi phục lên vùng giá 52.000. Nhưng mà sau đó cái sự giằng co này nó đã mất đi, tức là cái ưu thế phe mua đã mất đi, và lại có một cái lượng Bitcoin lớn được đẩy lên sàn. Thì ngay lập tức chúng ta đã có một cái cú giảm giá về ngưỡng 47.000 đô như thế này. Đó, và hiện tại thì cái xu hướng nó vẫn chưa rõ ràng đâu, nó vẫn cứ giằng co liên tục mà thôi. Và nếu có một cái lập luận rằng là Bitcoin sẽ đâm sâu hơn ở cái mức này và quay trở lại một cái cú đâm vào khoảng là 42.000 đô, thì mình cho rằng là đây là một đòi, theo cá nhân mình thôi nha, thì mình cho rằng là điều này thực sự là nó bất khả thi. Tại vì là ngay khi có một cái cú đâm như vậy thì Bitcoin đã hồi lên rất là nhanh và đang giằng co ở cái phạm vi giá như thế này, và nếu có một cái cú đâm nào đó đâm sâu hơn và sâu hơn nữa thì mình thì đó không hoàn toàn nằm trong cái quan điểm cá nhân của mình. Vì như anh em cũng đã biết trong những video mình làm ra, hoặc là theo quan điểm cá nhân mình phân tích cho anh em, thì mình vẫn luôn giữ cái quan điểm cá nhân mình là một người rất lạc quan về Bitcoin, và mình tin tưởng rằng cái chu kỳ này nó sẽ còn kéo sang năm sau nữa, chứ chưa hẳn là đi vào downtrend. Và nếu có downtrend xảy ra thì nó chỉ là những cái mini downtrend mà thôi, tức là những cái cuộc điều chỉnh để rũ bỏ bớt, để từ đó thiết lập một cái cơ sở để mà có thể phát triển giá Bitcoin trở nên lành mạnh hơn trong tương lai. Tại vì cuộc chơi của chúng ta bây giờ đã khác hoàn toàn với cuộc chơi năm 2017 rồi. Đó, thì đó là theo quan điểm cá nhân của mình, chứ mình không khẳng định rằng là nó sẽ đi lên hoàn toàn hoặc nó sẽ đi xuống hoàn toàn. Tại vì là dù sao thì đây cũng là quan điểm cá nhân thôi. Thì nếu anh em nào cảm thấy thích hợp thì mình có thể mình ghi nhận quan điểm này, còn nếu không thì ok, mình cũng sẽ sẵn sàng tôn trọng ý kiến của anh em mà thôi. Và tiếp theo chúng ta hãy đến với một cái yếu tố khác mà mình cho rằng đây là một cái yếu tố cực kỳ tích cực với Bitcoin. Chính là vào thời điểm hiện tại đó, mặc dù những nhà bán lẻ, những người mới tham gia vào thị trường, họ đã bán ra, họ đã tạo một cái áp lực bán Bitcoin, nhưng mà đối với các thợ đào đó thì họ lại không nghĩ vậy. Đối với các thợ đào Bitcoin hiện tại bây giờ, họ chỉ có tiếp tục và tích lũy mà thôi. Mà cái yếu tố thợ đào này á, mình cho rằng nó cũng quan trọng không kém đâu. Vì nếu anh em có nhìn lại
vào ngày 19 tháng 5 khi mà Trung Quốc đó họ đàn áp Bitcoin như thế nào, thì lúc đó chúng ta đã có một cái sự bán tháo của thợ đào cực kỳ mạnh mẽ vào thời điểm đó. Và cái áp lực đến từ thợ đào đó anh em, nó không hoàn toàn đơn giản giống như những nhà đầu tư bán lẻ của chúng ta. Tại vì á, thợ đào đó họ có nhiều lý do hơn để mà họ bán Bitcoin so với các nhà đầu tư bán lẻ của chúng ta. Vì sao? Vì họ phải sẵn sàng chi trả những cái chi phí để mà phục vụ cho cái việc hoạt động khai thác của họ, đúng không? Và hiện tại thì chúng ta lại không có một cái áp lực đó, mà chúng ta lại có được rằng là họ chỉ đang tích lũy Bitcoin mà thôi. Thì cái biểu đồ này đó mình đã xem được trong Twitter và của Venture Founder, thì đây là một cái anh ảnh dựa trên những cái cơ sở dữ liệu phân tích cũng rất là hay mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Thì hiện tại đó thì cái số lượng thợ đào mà họ nắm giữ Bitcoin đó ở cái mức 69.000 đô đó, thì bây giờ họ vẫn đang tiếp tục tích lũy. Và khi mà mức giá Bitcoin ở 69.000 đô là họ đã hoàn tất cái việc phân phối của họ rồi. Và bây giờ họ đang củng cố lại cái hành động đó, họ không có phân phối ra thị trường nữa, mà họ chỉ có thể tiếp tục tích lũy mua vào hoặc những cái phần thưởng giá Bitcoin, hoặc những cái phần thưởng Bitcoin của họ khi mà họ đào ra đó, thì họ vẫn giữ đó chứ họ không có bán ra thị trường. Thì đây cũng là một cái tín hiệu tốt. Tại vì bất cứ khi nào mà anh em thấy họ đào họ có một cái tín hiệu mà họ bán Bitcoin ra thị trường đó, thì chúng ta hãy nên sợ đi. Nó không đơn giản như anh em nghĩ đâu. Và tiếp theo thì đây cũng là một cái dữ liệu giữa mà giữa các nhà holder họ đã thay đổi vị thế của họ như thế nào từ bán sang tích lũy Bitcoin. Thì ở đây chúng ta thấy là đây là một cũng là một cái biểu đồ khác để mà củng cố cho cái việc gọi là Bitcoin của chúng ta hiện tại đang trong giai đoạn tích lũy. Tức là anh em thấy là cái con số tích lũy này nó đã giảm hẳn kể từ khi mà Bitcoin ở cái ngưỡng giá là 50.000 đô nè. Nó bùm hẳn lên 68.000 đô và sau đó nó đâm. Thì chúng ta hãy quan sát dữ liệu này vào hồi tháng 5 đi, thì dường như là cái con số phân phối tích lũy này á, cái sự thay đổi vị thế tích lũy của các nhà đầu tư trên thị trường đó, nó đã dường như là nó đã tụt về hẳn, tương tự như cái chỉ số được thiết lập vào hồi tháng 3 và tháng 5 đó. Và anh em thấy đó, khi mà cái chỉ số tích lũy này nó đã thay đổi tương tự như bức tranh vào hồi tháng 3 và tháng 5, thì nó rất có khả năng để mà nó trở lại lên thúc đẩy giá Bitcoin bùm lên một đoạn nữa, và sau đó chúng ta có một cái áp lực xả ra thị trường để mà Bitcoin có thể điều chỉnh. Thì anh em thấy rằng là khi mà bơm như vậy, đúng không, thì chúng ta đã có một cái đoạn thay đổi vị thế xả ở đây, và sau đó tiếp tục tích lũy đó, tiếp tục tích lũy và bơm lên chúng ta lại có một cái vị thế, các nhà đầu tư họ sẽ chuyển đổi vị thế của họ từ tích lũy sang bán để chốt lời, thì chúng ta đã có một cái cú điều chỉnh ở đây tiếp, và sau đó Bitcoin cứ thế tăng lên mà thôi. Thì nhờ vào cái biểu đồ này thì chúng ta có thể dựa vào những cái dữ kiện của quá khứ, chúng ta có thể thấy được rằng á, là cứ mỗi sau những cái giai đoạn mà Bitcoin tích lũy thì Bitcoin sẽ tạo thành một cái đỉnh mới và một cái đáy mới nó sẽ cao hơn cái đáy cũ, từ đó lên mà nó thiết lập một cái sự tăng trưởng bền vững trong tương lai hơn đó. Thì mình nghĩ rằng bất cứ thị trường nào cũng vậy thôi anh em, chúng ta không thể tăng hoài được, mà chúng ta cần phải có một cái sự đi lên rồi sau đó chúng ta đi xuống để mà chúng ta tích lũy và sau đó đi lên đó. Thì anh em cứ hãy xét từ năm 2013 hoặc 2010 đến thời điểm hiện tại đó, thì cứ mỗi năm Bitcoin sẽ tạo thành một cái đỉnh mới và sau đó tiếp tục bị đâm, bị giảm giá xuống để tiếp tục tích lũy và sau đó hình thành một cái đỉnh cao hơn mà thôi, chứ không hoàn toàn có một cái trường hợp là chúng ta sẽ đi lên một cái đỉnh đó xong rồi chúng ta tuột về không và từ đó thị trường của chúng ta tan nát luôn. Đó là cái điều mà mình chưa nhìn thấy khi mà mình nhìn vào những cái dữ kiện lịch sử này đó. Rồi thì tóm lại rằng là từ đây đến cuối năm thì mình nghĩ rằng là Bitcoin cũng sẽ ở một cái ngưỡng là trên 47.000 mà thôi, hoặc cũng có thể thấp hơn tầm 45.000 đó, 45-46. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại một năm đi, ok, chúng ta nhìn lại một năm thì vào tầm khoảng là tháng 1 để mình xem đây, tháng 1 đúng không? Tháng 1 thì Bitcoin chỉ ở khoảng là mức là 17-18.000 đô thôi, nhưng mà chúng ta đã khép lại năm 2021 ở cái mức giá, nếu như mình đoán đúng là tầm 45-46 tệ nhất nha, đó là một kịch bản tệ nhất. Còn nếu không thì chúng ta vẫn sẽ duy trì ở mức 47-48 trong cái ngưỡng gọi là từ 46.000 tới 50.000 đó. Thì ít nhất là Bitcoin cũng đã tăng x3 rồi, đúng không? Tăng x3 rồi. Và cái điều này còn khủng khiếp hơn khi mình nói đến cái altcoin nữa, cũng đã tăng trưởng rất là mạnh trong năm nay rồi. Vậy thì đây cũng là một cái năm mà đánh dấu một cái sự thành công của Bitcoin. Đó là khi mà chúng ta nhìn vào một cái quãng đường xa hơn, chứ còn anh em nào mà nhìn vào một cái quãng đường hiện tại đó, khi mà Bitcoin nó đâm như vậy đó thì chắc chắn chúng ta sẽ rất là khó chịu rồi. Nhưng mà chúng ta hãy vươn cái tầm nhìn của chúng ta ra một cái tương lai xa hơn, là chỉ riêng trong năm 2021 thì Bitcoin đã tăng x3 rồi đó. Thì có thể là trong năm 2022, 2023 điều gì sẽ sắp tới chúng ta vẫn chưa biết, tất cả chỉ là dự đoán từ những dữ liệu lịch sử mà thôi. Nhưng cá nhân mình như vừa chia sẻ với anh em,
thì chúng ta vẫn mong một cái chu kỳ uptrend của chúng ta sẽ kéo dài hơn một tí và sẽ có thể phá vỡ được những cái chu kỳ trước đây mà Bitcoin đã từng thiết lập, như là chu kỳ uptrend, sau đó là downtrend, rồi cứ 4 năm một lần và halving như vậy ha. Rồi tiếp theo mình muốn chia sẻ đến cho anh em chính là về cái tình trạng của Ethereum. Tại sao mình lại chọn Ethereum? Tại vì là ngay khi mà Bitcoin điều chỉnh mạnh như vậy đó thì hầu hết các altcoin của chúng ta đều bị gãy hết. Thì mình rất chú trọng vào Ethereum, tại vì mỗi lần Ethereum tăng trưởng á thì đều dẫn dắt altcoin để mà có thể đi lên hết. Đó, thì vào thời điểm hiện tại thì Ethereum cũng không khá khẩm hơn Bitcoin là bao cả. Thậm chí mình có thể nói là nó còn nặng nề hơn Bitcoin nữa, khi mà Ethereum đã mất đi cái ngưỡng hỗ trợ 4.000 đô của mình và tụt xuống sâu hơn. Và ngày hôm qua là hình như là đã đạt ở mức khoảng là 3.759 đô. Đó. Và cái tình trạng của Ethereum ra sao thì mình sẽ cho anh em thấy được rằng là cái những cái ví của Ethereum ha. Thì đây, anh em thấy á, thì thường những cái ví mà sở hữu trên 10.000 Ethereum á thì họ được thường được coi là ví của cá voi cá mập rồi. Đó. Thì những cái ví ở trên 10.000 đô như thế này thì nó đã đâm. Đó, nó đã đâm xuống từ tháng 11 luôn. Thì ở đây là mình ước lượng là khoảng là 1.200 ví đi. Thì bây giờ chúng ta vẫn chỉ có là 1.500 ví mà thôi. Đó, khoảng này. Thì cái điều này cho chúng ta thấy là những cái ví cá voi của Ethereum họ đang gây ra một cái áp lực bán tháo rất là mạnh trên thị trường ha anh em. Đó, và cùng với đó kéo theo những cái ví nhỏ hơn. Những cái ví nhỏ hơn như là những cái ví như là từ 1.000 trên hoặc bằng 1.000 Ethereum đó, thì cũng đang chịu một cái sự áp lực giảm giá như thế này. Tại vì là khi mà ví mà chúng ta đang có một cái số lượng lớn mà những cái người mà hold cái ví đó đó và cái số ví đó nó giảm thì chứng tỏ là họ đã bán ra rồi ha. Thì cái đó là cái tình trạng của Ethereum, là những ví cá voi họ đang tạo một cái áp lực bán rất mạnh khi mà Ethereum đã mất đi cái ngưỡng hỗ trợ 4.000 đô, tiếp đến là mất đi ngưỡng 3.900, 3.800 và đang giao dịch ở 3.700. Thì nhưng mà một cái điểm tích cực mà mình rất là ghi nhận ở của Ethereum chính là những nhà đầu, mặc dù các ví cá voi đó họ xả ra đúng không, nhưng mà những nhà giao dịch đầu tư bán lẻ, những nhà mà có vốn thấp hơn những cá voi đó, thì ở đây mình nói chung lại là những người mà sở hữu từ 0.1 Ethereum trở lên á, thì nó lại tăng rất là đột biến. Nó trái ngược hoàn toàn với cái xu hướng Bitcoin mình vừa nói hồi nãy. Nếu mà xu hướng Bitcoin đó là những nhà bán lẻ họ bán thị trường và những nhà đầu tư lâu năm họ gom lại, thì ở trên Ethereum thì những cái ví cá voi họ lại xả ra và những nhà đầu tư bán lẻ họ lại gom lại. Đó, thì tại sao họ lại gom lại? Tại vì là thực sự là khi mà Ethereum giảm giá đó thì mình nghĩ rằng là những nhà đầu tư nhỏ lẻ đó họ đang rất kỳ vọng vào giá của Ethereum trong tương lai. Tại vì nếu mà anh em nào biết á, khi mà anh em giao dịch một cái tính năng nào đó ở trên không gian DeFi thì anh em phải sử dụng Ethereum. Tại vì sao? Tại vì Ethereum á, là một cái sinh thái mà bây giờ dường như là chiếm khoảng hơn 60% của cái thế giới DeFi này rồi. Và khi thị trường giảm như vậy đó, khi thị trường giảm như vậy thì chắc chắn rằng á, những nhà đầu tư, những nhà giao dịch họ sẽ không có tìm cách để mà sẽ đi vào để mà giao dịch trên spot hoặc là long short gì hết, mà họ sẽ tìm cách là họ tìm những cái ứng dụng, những cái DApp ở trên DeFi để mà họ có thể tìm những cái lợi nhuận cho họ. Và khi mà Ethereum chiếm một cái phần lớn tỷ trọng ở trong cái không gian DeFi như vậy thì chắc chắn là họ phải sử dụng phí gas, và phí gas đó được thông qua ETH. Đó, thì khi mà ETH giảm giá như vậy đó thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì họ rất là thích cái điều này. Tại vì sao? Tại vì khi mà ETH rẻ đúng không, thì được mua ETH với giá rẻ và từ đó phí gas nó cũng rẻ hơn. Đó, nên là đó là cái lý do tại sao mà các nhà, những cái ví mà nhỏ hơn họ rất là tích cực. Và vào ngày hôm qua luôn thì nó đã đạt ETH rồi. Đó, mà mình nói tới đây đó không phải là mình nói rằng là cái tình trạng của Ethereum nó đang tệ như vậy, là Ethereum sẽ bị sụp đổ ngay tại thời điểm hiện tại hay là giá nó sẽ còn đâm sâu hơn nữa. Nhưng mà cái ở đây mình nói chỉ là tạm thời mà thôi, vì cái lòng tin của mình đối với Ethereum nó cũng tương tự như Bitcoin vậy. Và tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì nếu anh em đã thấy được như cái hình này mình vừa cho anh em thấy rằng là cái tỷ trọng của hệ sinh thái Ethereum chiếm trong DeFi nó hơn 60%, và cụ thể là 62.56%, thì anh em nghĩ rằng là trong tương lai nếu mà những cái DeFi đó, những cái DApp DeFi nó càng phát triển hơn nữa thì nó sẽ càng thu hút người dùng hơn nữa chảy vào cái không gian DeFi này, và từ đó họ phải bắt buộc họ mua Ethereum để họ có thể duy trì cái fee gas của mình để mà có thể giao dịch được.
thì cái điều đó nó sẽ tạo nên một cái nguồn cầu nhất định dành cho Ethereum, và họ cứ tranh nhau mua để có thể mà sử dụng phí gas để mà có thể giao dịch ở trong không gian DeFi này, thì chắc chắn đó sẽ là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để mà thúc đẩy giá của Ethereum trong tương lai. Đó là điều mình chưa có nói đến việc là kể từ khi Ethereum triển khai một cái bản nâng cấp EIP 1559 vào khoảng tháng 8 đó anh em, thì đến thời điểm hiện tại đó thì một cái con số rất là khủng khiếp đã được đốt đi, tức là đã có đến là 1,29 triệu Ethereum được loại bỏ khỏi nguồn cung Ethereum rồi. Và hồi nãy mình có ngồi mình tính thử thì 1,29 triệu Ethereum thì nó tương đương với khoảng là 5 tỷ đô, một cái con số cực kỳ khủng khiếp luôn, mà chỉ trong 4 tháng triển khai cái bản nâng cấp EIP 1559 đó thôi. Thì dẫu sao thì cái vấn đề phí, rào cản phí gas thì nó vẫn là một cái vấn đề rất là nhức nhối đối với Ethereum hiện tại. Nhưng mà chúng ta bước qua năm 2022 đi, chúng ta có những gì? Chúng ta có Ethereum 2.0 với cái trái tim Mainnet bị co-chain. Chúng ta có những cái giao thức Layer 2 vẫn đang hỗ trợ rất là lớn để có thể mà giảm thiểu phí gas ở trên Ethereum. Chúng ta có Tornado Cash là một cái nền tảng bảo mật Ethereum lớn nhất thế giới hiện tại. Họ cũng đã thông báo là họ sẽ sắp triển khai một cái bản nâng cấp mới để mà có thể cải thiện cái sự ưu việt ở trên Ethereum và giúp cho người dùng có thể được an toàn hơn, có thể được bảo mật hơn. Thì qua những cái hành động đó và qua cái sự phát triển của DeFi trong năm nay, thì mình nghĩ rằng là trong năm 2022 khi mà Ethereum tiến tới Ethereum 2.0 hoàn thiện và có thể giúp giảm thiểu một phần phí gas nào đó, thì anh em cũng đủ thấy rằng là hầu như phần lớn tất cả những nền tảng nổi bật nhất hiện tại của Layer 2 như là Polygonmatic nè, hoặc là Arbitrum, hoặc là Optimism đó, thì họ đang cố gắng để nỗ lực để có thể bảo vệ cái di sản này và kỳ vọng cái mục tiêu vĩ đại của Ethereum trong tương lai. Thì không có lý do gì mà Ethereum có thể dừng chân tại thời điểm hiện tại cả. Và cái yếu tố mà khi những cá voi họ bán ra như vậy, họ gây một cái áp lực như vậy, thì chẳng qua là do Bitcoin mà thôi. Cái tình hình Bitcoin nó đang rất là ớt ơ như vậy, nó đã ảnh hưởng chung đến thị trường mà thôi. Và đây chỉ là một cái ảnh hưởng rất là nhất định trong ngắn hạn thôi. Nhưng mà về mặt tương lai thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ không bao giờ thấy Ethereum ở cái mức giá này nữa đâu. Đó, thì đó là những cái chia sẻ của mình về Ethereum. Và khi mà Ethereum tăng trưởng trong tương lai thì sẽ kéo theo rất nhiều những cái altcoin khác có thể tăng trưởng theo. Và dĩ nhiên rồi, chúng ta cũng đã thấy quá nhiều trong lịch sử rồi, là vào trong năm nay thì chúng ta có thể thấy là được tăng trưởng vào tháng 4 hoặc gần nhất là vào đầu tháng 11 khi mà Ethereum tăng bùm một cái lên tầm 4.800, thì lúc đó chúng ta đã kéo theo là nào là AVAX, nào là NEAR, nào là Phantom cũng đi theo luôn. Đó, thì ok. Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho anh em về những cái thông tin, thì nó cũng ít thôi tại vì là tầm vào cuối năm rồi, những cái thông tin xảy ra trên thị trường vừa qua mà nó không liên quan tới on-chain cho lắm. Thì đầu tiên chúng ta đã có một cái sự rục rịch của những cái ông lớn tiền mã hóa, cũng giống như là những cái nền tảng họ đã rục rịch để họ triển khai những cái định hướng của họ trong năm 2022 rồi. Và cái thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó chính là về sàn FTX, đó chính là Sam. Thì anh là một trong những CEO cực kỳ đình đám trong năm nay và đã từng lọt vào top 30 tỷ phú giàu nhất thế giới. Thì đây cũng là một cái gợi ý mà mình cũng muốn chia sẻ đến cho anh em, để mà anh em có thể hướng cái định hướng của mình sang năm 2022 chúng ta sẽ tập trung vào những cái gì. Thì theo cái ý kiến của Sam á, thì vào năm 2021 của chúng ta đã thấy quá nhiều cái hiện tượng gây ra một cái hiện tượng bùng nổ trong năm nay, đó chính là về mảng Metaverse, về mảng GameFi, về DeFi và các giao thức Layer 1, đúng không? Thì cái thành công đó nó được mô tả ra sao? Thì như anh nói đó, thì đã có những cái giao thức Layer 1 như anh em thấy, mình có thể kể đến cho anh em như là về Polkadot nè, về NEAR, về Phantom đó, về Celo chẳng hạn, những cái hệ sinh thái Layer 1 nó cực kỳ bùng nổ như vậy. Và cái thành tựu của nó là đã có những cái giao thức mà nó đã xử lý được là 50.000 giao dịch trên một giây đó. Nhưng mà cái yếu tố cốt lõi đến năm 2022 đó, thì theo Sam đó, thì anh cho rằng đó là những cái thành tựu như là giải quyết được khoảng 50.000 giao dịch trên một giây thì nó vẫn chưa có đạt được những cái ngưỡng chính của blockchain, tại vì là nó không thể nào nó dạy, tại vì cái vấn đề mạng trên thế giới của chúng ta nó rất là rộng, và từ đó nó sẽ chúng ta còn phải phát triển thêm, chúng ta còn phải xây dựng thêm để mà có thể đi xa hơn ở cái con số 50.000 trên một giây đó nữa. Vì thế sẽ có một cái sự cạnh tranh rất là khốc liệt giữa các giao thức Layer 1 cũng giống như là những hệ sinh thái của các nền tảng nằm trong cái phạm vi này đó. Và cùng với đó cũng sẽ là một cái sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt ở thị trường Metaverse và GameFi, Play to Earn. Tại vì sao? Tại vì á, thì nếu mà anh em nào biết thì game blockchain trong năm nay nó đã quá là
màu mỡ nó đã quá là tăng trưởng một cách rất 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 là kinh khủng, nhưng mà dần dần nó đang đi vào một cái giai đoạn, là một cái giai đoạn người ta gọi là một cái giai đoạn bị thoái trào, bị thoái lui đó anh em. Tức là sao? Tức là họ chỉ nhắm vào những cái mục đích là chơi để kiếm tiền mà thôi, chứ không nhắm vào cái mục đích là trải nghiệm người dùng, trải nghiệm của những người thực sự am hiểu về game. Họ vào họ chơi vì họ thích, họ giải trí, và nhưng mà họ chỉ vào mà họ chỉ để kiếm tiền mà thôi. Thì đó là những cái mục đích mà cái blockchain game chưa làm được. Và anh đang kỳ vọng rằng là năm 2022 sẽ xuất hiện nhiều cái nền tảng họ có thể cân bằng được hai cái yếu tố này, để từ đó có thể thúc đẩy cái thị trường game, cái thị trường NFT, cái thị trường Metaverse lên một cái tầm cao nữa. Thì đây cũng là một cái gợi ý dành cho anh em có thể nào tìm dự án trong năm 2022 chẳng hạn. Đó. Và một trong những cái yếu tố mà tối quan trọng để mà có thể thúc đẩy thị trường cho chúng ta đi lên nữa, đó chính là về mặt yếu tố pháp lý. Thì đây mình cũng cho là đây là một trong những cái yếu tố mà trong tương lai nó cực kỳ quan trọng luôn. Tại vì sao? Tại vì là nếu mà cái sự ràng buộc của những quốc gia, cái những cái quy định mà nó rất là nghiêm ngặt, nó gay gắt, nó đàn áp, thì chắc chắn thị trường của chúng ta nó rất là khó để mà đi lên được ngang bằng với thị trường truyền thống được. Đó. Vì thế nên là những cái quy định pháp lý về stablecoin, những cái quy định pháp lý về về những cái giao dịch ở trong một cái quốc gia nào đó, hoặc những cái quy định pháp lý về thị trường tiền mã hóa nói chung, thì nó vẫn là một cái bước tối quan trọng để mà chúng ta có thể kỳ vọng rằng là sẽ thúc đẩy thị trường đi lên trong năm sau. Đó, thì đó là những cái chia sẻ quan điểm của Sam và cũng như là của sàn FTX định hướng được trong tương lai. Đó, và cùng với đó, như hồi nãy mình mới vừa chia sẻ rằng là chúng ta đã có những cái giao thức. Đó, những cái nền tảng họ đã bắt đầu họ rục rịch cho kế hoạch năm 2022 rồi. Và đó là ai? Đó chính là đầu tiên mình muốn gửi đến cho anh em, đó chính là Ethereum Classic. Y là cái đồng ETC đó. Đó, thì đây cũng là một cái trường hợp khá là bất ngờ đối với mình. Tại vì anh em biết thì sau một cái cú bum từ khoảng, mình nhớ không nhầm, từ khoảng 5 đô, 10 đô gì đó lên 170 mấy đô tầm khoảng tháng 4. Thì từ khoảng tháng 4 tới thời điểm hiện tại đó, thì ETC dường như là chỉ có đưa ra một cái thông tin mà mình nghĩ rằng nó cũng không có phải là quá khủng khiếp đối với cộng đồng, đó chính là một cái bản nâng cấp Monero vào tháng 7 thôi. Thì dường như là cũng khá là im lìm rồi. Nhưng mà tầm khoảng ngày 27 tháng 12 đó, thì như mình đây mình đã nói, thì ETC tự nhiên họ đột nhiên tiết lộ một cái bước kế hoạch cho phát triển năm 2022. Thì đây cũng là một cái tin vui dành cho những anh em holder ETC. Tại vì khi mà mình hold những cái đồng coin mà nó quá là cổ, nó quá là lâu như vậy đó, mà đội ngũ cũng không có phát triển gì, cũng khá là im hơi lặng tiếng và cũng không có những cái cập nhật mới, thì chúng ta cũng hơi lo lắng đúng không? Nhưng mà đây cũng là một cái tin vui dành cho anh em holder ETC, khi mà họ đã là một trong những cái nền tảng đầu tiên tiết lộ những cái bước đi trong những cái kế hoạch cho năm 2022 của họ, là mình hay gọi là cái roadmap đó. Và tiếp theo là một cái đồng coin mà mình nghĩ rằng cũng đã khá nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây, đó chính là về ADA. Thì ADA cũng đã tiết lộ những cái kế hoạch của mình trong năm 2022 rồi. Và một cái điều á, nó càng khiến mình tò mò hơn nữa là nhà sáng lập Jack Hutchinson, ông có nói rằng á, là tại thời điểm hiện tại thì đang có nhiều cái dự án ngầm. Tại sao mình gọi là dự án ngầm? Thì cái này là lời ông nói, thì mình chỉ suy diễn như vậy thôi. Thì sau khi gặp khá nhiều chỉ trích của cộng đồng về việc là xây dựng DApp ở trong mạng lưới của ADA đó, thì vào khoảng ngày 24 tháng 12, tức là vào cái khoảng ngày Giáng sinh luôn đó anh em. Đó thì Jack Hutchinson có lên và chia sẻ với cộng đồng rằng là hiện tại thì bên phía của ADA thì họ vẫn đang có những cái dự án ngầm đang được triển khai, đang được xây, và chỉ chờ cơ hội để mà có thể là bung ra trên thị trường mà thôi. Và ông cho rằng đó sẽ là cơ hội nằm ở đâu? Cơ hội nằm ở năm 2022. Đó, thì đây cũng là một cái tin khá là vui dành cho những anh em nào mà đã luôn tin tưởng ADA trong thời gian vừa qua, khi mà đã gặp khá là nhiều những cái sự bất mãn về việc hứa hoài mà không ra. Thì một cái điểm thú vị, khá là thú vị dành cho anh em, là tại thời điểm này vào năm ngoái đó, tức là vào năm 2020 đó, thì Jack Hutchinson cũng đã hứa rằng là năm 2021 thì trên ADA cũng sẽ có hàng trăm nghìn tài sản và hàng trăm nghìn DApp để mà có thể đưa đến người dùng những cái trải nghiệm tốt nhất. Và hệ sinh thái của ADA là một hệ sinh thái khổng lồ, nhưng tại hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy gì ngoài một cái Anet, ngoài một cái Manet Alonzo và một cái testnet của SundaeSwap bị lỗi chỉ sau khi một ngày ra mắt mà thôi. Thì đến hiện tại thì ông cũng đã hứa như vậy cho năm 2022. Thì chúng ta sẽ chờ xem rằng là năm 2022 ADA có thực hiện đúng giống như những gì mà Jack Hutchinson đã nói hay không, hay chúng ta lại phải chờ thêm, là phải kiên trì thêm một năm nữa, hai năm nữa, và kiên trì cho đến cuối cùng, khi mà những cái giai đoạn như là Basso và Voltaire là hai cái giai đoạn cuối cùng trong roadmap của ADA có thể triển khai, thì chúng ta mới nhìn thấy được điều đó. Thì anh em hãy cùng chờ xem nha. Và
cuối cùng chúng ta đã có một cái gương mặt cũng đã tiết lộ cho roadmap năm 2022, đó chính là Dogecoin. Thì đây là một cái khá là thú vị, tại vì xuyên suốt khoảng 8 năm phát triển của mình đó anh em, thì Dogecoin không có một cái roadmap nào cả. Tại vì sao? Tại vì ngay từ đầu Dogecoin được tạo ra là do cái sự vui, hướng tới những cái mục đích nó không có phải là về công nghệ cho lắm, mà nó chỉ là một cái sự giải trí mà thôi. Nhưng tại thời điểm hiện tại chúng ta đã có roadmap của Dogecoin năm 2022, và đây là một cái roadmap đầu tiên sau 8 năm phát triển của Dogecoin, và nó có những cái kế hoạch rất là khủng khiếp ở trong đó. Thì nếu mà mình nói về những cái sản phẩm của Dogecoin trong năm 2022, cái định hướng phát triển của đội ngũ của họ thì nó cũng khá là dài đó, nên là anh em nào muốn tìm hiểu thì anh em hãy bấm ngay vào trang Coin68 để mà tìm kiếm cái bài này đó. Dogecoin Foundation tiết lộ những cái kế hoạch cho Doge vào năm 2022, và anh em hãy đọc hết bài này để biết được là trong năm 2022 họ đang dự trù những gì. Và sau khi mình đọc cái roadmap này xong thì mình cảm thấy rằng là ok, Dogecoin đã không còn vui đùa như xưa nữa anh em, đã chuyển sang một cái chế độ là rất là nghiêm túc luôn, rất là nghiêm túc, và đã có một cái hướng đi cực kỳ riêng dành cho mình đó. Thì rất sẽ có rất nhiều sản phẩm được ra đời vào năm 2022 dành cho anh em nào mà mê cái hệ chơi Dogecoin. Mà bây giờ nếu mà cho mình nói là những người hệ chơi chó thì mình cũng không dám gắn Dogecoin vào đây nữa, tại vì mình cảm nhận như là Dogecoin không có còn đùa nữa anh em, mà thật sự là một dự án nghiêm túc đó. Rồi, vậy thì mình nghĩ rằng là cái video này nó cũng khá là dài rồi, thì đây là những cái thông tin tổng quan nhất mà mình chia sẻ đến cho anh em đã diễn biến trong vài ngày qua ha. Và mình cũng rất là vui khi mà vào những cái lúc mà thị trường nó đi chán ngán ngẩm như vậy thì anh em vẫn đồng hành cùng mình ở trong cái giai đoạn này, và mình có thể nói là trong cái giai đoạn khó khăn này đó, để mà khi chúng ta đến một cái giai đoạn uptrend, chúng ta có những cái niềm vui chúng ta chia sẻ cho nhau, thì chúng ta nhìn lại chúng ta mới thấy được là những cái giai đoạn này nó đáng quý như thế nào. Chúng ta không ngừng nỗ lực và không ngừng cố gắng đồng hành cùng nhau. Đây, mình rất là trân trọng điều đó, và mình cũng rất là trân trọng những cái click, những cái share, những cái lượt tương tác mà anh em đã xem, đã đồng hành với mình xuyên suốt quãng đường vừa qua. Tại vì đây cũng là thời điểm vào cuối năm rồi, thì mình cũng hy vọng rằng là năm sau mình xin chúc tất cả anh em có thể được thành công trong cái thị trường này, và có thể có được thêm nhiều kiến thức hơn nữa để mà có thể chúng ta có thể lan tỏa được cái nguồn cảm hứng này đến cho những người họ chưa biết về cái thị trường này. Và còn nhiều điều hơn thế nữa sẽ xảy ra trong năm sau tốt đẹp đến với anh em. Một lần nữa mình xin cảm ơn anh em nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video tuần sau. Bye bye.